Những con giáp thuận buồm xuôi gió, rực rỡ công danh từ sau rằm tháng chạp đến mùng một Tết âm lịch. Đối với những con giáp này, đây chính là thời gian chuyển vận của họ. Chỉ cần chờ tới khi mặt trời mọc và sưởi ấm vạn vật trên trái đất, các bạn sẽ nhận được lộc trời ban. Trong thời gian này, cuộc sống của các bạn như bước sang một trang mới. Các bạn sẽ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên bởi chính các bạn cũng không thể nghĩ rằng mình sẽ may mắn đến như vậy. Các bạn sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng khi mua hàng, ra đường thì được lộc ăn uống, được bạn bè chiêu đãi của ngon vật lạ. Trong tình yêu, các bạn sẽ bất ngờ nhận được lời tỏ tình của một cô gái xinh đẹp hoặc của một chàng trai tuấn tú phong độ. Và đó là các con giáp sau đây, các bạn hãy hoan hỉ mà đón nhận tài lộc nhé. 1. Tuổi Tý. Người tuổi Tý được cát tinh Thái Dương chiếu mệnh nên đón tuần đầu tiên của năm 2023 trong sự hân hoan và hào hứng khi gần như sẽ không có điều gì xảy đến khiến bạn phải phiền lòng. Đường công danh sự nghiệp ở thời điểm này vẫn tiến triển đúng dự tính, bạn sẽ có cơ hội thể hiện tài năng để đạt được vị thế cao trong sự nghiệp. Nhìn chung sự hăng say và tinh thần cầu tiến trong công việc tạo bước ngoặt thành công cho bản mệnh, may mắn đang mỉm cười với bạn trong thời gian này. Đồng thời, sự giúp đỡ đặc biệt của cấp trên và đồng nghiệp cũng góp phần tạo thành công cho bạn. Cát khí vượng giúp chuyện kiếm tiền cũng dễ dàng hơn trước. Người buôn bán kinh doanh có lời mà người làm công ăn lương cũng có thêm thu nhập phụ bên ngoài trợ giúp cho kinh tế gia đình. Thời điểm này đang cận kề Tết Nguyên đán cổ truyền, bạn nên có sự chuẩn bị cho mùa thu hoạch lớn trước mắt. Chuyện tình cảm vẫn rất tốt đẹp, người độc thân được dự báo dễ tìm nửa kia và trong mình vì khá tích cực tham gia các hoạt động tập thể, gặp gỡ bạn bè. Không còn những ngày tháng cô đơn như trước đây nữa, bạn đã có một người ở bên cùng chia sẻ niềm vui và nỗi buồn. Các cặp đôi giữ được mối quan hệ bền chặt nhờ luôn có sự chia sẻ và thấu hiểu. 2. Tuổi Sửu. Từ sau rằm tháng chạp đến mùng một Tết âm lịch, tuổi Sửu có nguy cơ đối mặt với rắc rối trong tuần bị hung tinh Thái Tuế chiếu mệnh. Công việc gặp một số trục trặc khiến bản mệnh dễ thấy bế tắc vì loay hoay mãi vẫn không tìm được lối thoát. Trong đầu bạn luôn canh cánh nhiều nỗi lo hình thành, áp lực nặng nề đè lên vai nên đầu óc ngày càng mụ mị, khó tập trung để tìm ra phương án. Sau 23 tháng chạp là lúc vận khí sa sút nặng nề nhất, hung tinh thiên quang mang tới điểm báo có tiểu nhân ngấm ngầm hãm hại khiến con giáp này không khỏi lo lắng và bất an. Dù đã rất cẩn thận nhưng bạn vẫn khó tránh những chiêu trò tiểu nhân cố tình gây ra. Cạm bẫy đang giăng khắp mọi nơi khiến tiến độ công việc bị sụt giảm rõ rệt. Rất may là con giáp vẫn nhận được điểm báo tốt lành về tài vận. Càng về cuối năm thì người làm trong lĩnh vực kinh doanh càng có lộc làm ăn nên không phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Hàng hóa buôn may bán đắt, buôn bán thuận buồm xuôi gió, bạn nên có sự cân nhắc nếu như có lời mời đầu tư để mở rộng quy mô kinh doanh. Cũng trong thời gian này, chuyện tình cảm của tuổi Sửu không được thuận lợi cho lắm. Các cặp đôi yêu nhau lâu ngày đang dần mất đi cảm xúc ngọt ngào trước đó. Mọi thứ trở nên nhàm chán, tình cảm phai nhạt, thiếu sự tươi mới và cuốn hút. Một phần cũng là do những áp lực bộn bề trong cuộc sống đã bào mòn tình cảm của hai bạn. 3. Là tuổi Dần. Từ sau rằm tháng chạp đến mùng một Tết âm lịch, người tuổi Dần gặp nhiều may mắn ở phương diện tình cảm nhờ Bách Việt chiếu mệnh. Thời điểm đầu năm mới lại có những cảm xúc lãng mạn, giúp tinh thần của con giáp trở nên vui vẻ và lạc quan hơn rất nhiều. Với người độc thân, đây sẽ là trải nghiệm tình cảm đầy mới mẻ và không kém phần thú vị của bạn trong khoảng thời gian tới. Với các cặp đôi, cả hai đang có những ngày tháng ngọt ngào bên cạnh nhau. Điều bạn cần làm là tin tưởng vào đối phương nhiều hơn, có vậy tình cảm mới càng thêm bền chặt. Khi xảy ra vấn đề, hãy cố gắng trao đổi thẳng thắn với nhau thay vì cứ giữ trong lòng và muốn người kia phải tự hiểu. Điều đó sẽ hạn chế được rất nhiều hiểu lầm giữa hai bạn. Ngay từ đầu tuần, cơ hội kiếm tiền đã tìm đến với Dần khi cả thiên tài và chính tài che chở. Cả nguồn thu chính và phụ đều có dấu hiệu tăng lên, có thể con giáp sẽ gặp được cơ hội kiếm tiền hiếm có. Chỉ cần chịu khó vất vả một chút là sẽ có được tiền bạc trong tay. Nhưng khi đã có tiền, bạn cũng nên cân đối chi tiêu sao cho hợp lý, tránh sa đà vào chuyện mua sắm, đầu tư không đúng lúc. Phương diện công việc cũng duy trì được phong độ ổn định, cũng bởi bạn luôn cố gắng hết mình trong công việc, thể hiện năng lực của bản thân để mọi kế hoạch diễn ra theo đúng trình tự, đạt được tiến độ như ban đầu, cấp trên không có gì phải phàn nàn về những biểu hiện của bạn. 4. Tuổi Mão. Người tuổi Mão đụng độ hung tinh thiên cầu trong từ sau rằm tháng chạp đến cuối năm 2023 nên sự nghiệp trong thời gian này khá gập ghềnh, thăng trầm khó đoán định. Xung quanh bạn vẫn có những kẻ xấu, tiểu nhân đang rình mò, chỉ nhăm nhe tìm cơ hội phá hoại mọi thành quả của bản mệnh đã gây dựng từ bấy lâu nay. Rất có thể thời gian này bạn sẽ phải nếm mùi cay đắng.
Cũng bởi những rắc rối ập tới nên con giáp này có thể không hoàn thành được công việc như mong đợi, tiến độ trì trệ, những hạng mục đặt nhiều kỳ vọng nhưng khó thu về thành quả như mong muốn, khiến tâm trạng của bản mệnh sa sút khá rõ. Chẳng ai có thể giúp bạn ngoài chính bản thân nếu không sớm vực dậy từ những thất bại đó. Tài lộc vẫn có khoản kiếm tiền nhưng chi tiêu ra cũng không ít, tài khí khó tụ. Con giáp này có lúc thì kiếm được rất nhiều tiền nhưng lại không tích tụ được, tiền vào nhà hôm trước thì hôm sau đã ra đi, nhất là kinh doanh buôn bán. Nếu không có kế hoạch chi tiêu hiệu quả thì bạn rất dễ rơi vào tình trạng khủng hoảng kinh tế. Hung vận khiến chuyện tình cảm không được tốt cho lắm, giữa tuổi Mão và nửa kia vẫn tồn tại rất nhiều khoảng cách, chưa thể vượt qua được. Đây cũng là nguyên nhân khiến bản mệnh suy nghĩ rất nhiều. Nếu vẫn chưa chắc chắn về tình cảm của mình thì hãy để cả hai có thêm thời gian cùng bình tâm suy nghĩ và nhìn nhận lại mọi vấn đề. 5. Tuổi Thìn. Sao Thiên Đức xuất hiện, người tuổi Thìn đón từ sau dòng tháng Chạp đến cuối 2022 khá là hanh thông và thuận lợi, mọi sự đều được như ý, công việc suôn sẻ lại an nhàn, bạn không cần phải quá vất vả nhưng vẫn đạt được hiệu quả tốt, còn được cấp trên hết lời khen ngợi, dù vẫn có một vài thách thức nhưng bạn đều có thể vượt qua nhẹ nhàng. Vận tài chính tương đối rủng rỉnh, bạn biết thế mạnh của mình là gì và giành ưu thế khi cạnh tranh nên thu về được khoản lợi nhuận khổng lồ. Có kinh tế rồi, bạn có thể tranh thủ mua sắm vài món đồ hoặc là thay đổi một chút về ngoại hình như kiểu tóc. Bằng cách là làm mới bản thân, bạn sẽ thấy tâm trạng của mình cải thiện ít nhiều. Tuy nhiên có thể tuổi Thìn sẽ phải đối mặt với những rắc rối trong chuyện tình cảm. Các cặp vợ chồng có thể xung khắc, mâu thuẫn vì nhiều chuyện lớn nhỏ trong cuộc sống, thậm chí nhiều khi tranh cãi bị đẩy lên đến đỉnh điểm, đến mức hai người đều cảm thấy mệt mỏi và muốn buông xuôi. Có lẽ cuộc sống với quá nhiều áp lực đã đè nặng lên đôi vai của người tuổi này và đối phương, vì vậy nếu còn yêu thương nhau thì hãy bỏ qua khuyết điểm của đối phương, dành cho nhau sự lắng nghe và thấu hiểu nhiều hơn. Đặc biệt là đừng vì quá khắt khe với nửa kia của mình, cũng đừng để đến khi mất rồi mới thấy hối tiếc vì đã để lỡ mất hạnh phúc. 6. Tuổi Tỵ. Từ sau dòng tháng Chạp đến cuối 2022 dự báo không mấy dễ dàng với người tuổi Tỵ khi có nhiều khó khăn và thách thức đang chờ đón bạn phía trước. Chịu ảnh hưởng của hung tinh Bạch Hổ, con giáp này được khuyên nên giữ khoảng cách nhất định, tránh hiểu lầm không đáng có trong những mối quan hệ xã giao. Điềm báo có tiểu nhân hãm hại, kẻ khác nói xấu sau lưng bản mệnh. Phải đợi từ sau 23 tháng Chạp trở đi thì vận trình mới dần có khởi sắc hơn, con giáp này sẽ sớm nhìn ra những thiếu sót của mình, phát huy tối đa khả năng của bản thân, đồng thời tìm được phương án giải quyết hiệu quả nhất trước những chiêu trò của tiểu nhân. Đây sẽ là một bước ngoặt đáng kể cho bạn. Những ngày đầu tuần tài lộc không được tốt cho lắm, không có tài tinh chiếu mệnh mà hung vận quá lớn khiến tiền bạc của tuổi Tỵ thất thoát khoản không nhỏ. Có những chuyện dù không muốn tiêu tiền nhưng vẫn phải chi, cuối năm cát khí tăng dần lên nên hãy tranh thủ kiếm lại những gì đã mất nhé. Chuyện tình cảm khởi sắc, nhất là với những người đang trong mối quan hệ tìm hiểu, bạn nên thể hiện sự nghiêm túc để đối phương cảm nhận bạn hoàn toàn chân thành với quan hệ này chứ không chỉ là cảm xúc nhất thời. Các cặp đôi có thể sẽ cần thêm thời gian để hòa giải mâu thuẫn trước đó, nhưng tình hình rất khả quan. 7. Tuổi Ngọ. Sao tử vi xuất hiện trong tử vi từ sau dòng tháng Chạp đến cuối 2022 của người tuổi Ngọ là dấu hiệu cho thấy năng lực chuyên môn của con giáp có thể được phát huy cao độ ở thời điểm này. Mặc dù khối lượng công việc vẫn không hề ít, nhưng con giáp biết cân đối thời gian và tận dụng lợi thế của mình, giải quyết công việc rất hiệu quả, đạt chất lượng cao mà không khiến bản thân bị quá tải. Vận tài lộc sáng rõ khi đang có tài tinh hậu thuẫn, con giáp này cũng có đủ tự tin với bản thân mình, dám nghĩ dám làm nên đưa ra quyết định được đúng thời điểm. Khi cơ hội tới, bạn không để nó vượt mất nên tiền bạc cứ thế theo nhau đổ về nhà, nhân cơ hội này có thể mạnh dạn mở rộng quy mô để hướng tới những mục tiêu lớn hơn. Trong chuyện tình cảm, người độc thân nếu tích cực tham gia các hoạt động xã hội sẽ có thể mở rộng mối quan hệ của mình, tăng cơ hội tìm kiếm được đối tượng ưng ý. Hơn nữa là khi bạn gặp gỡ càng nhiều người thì càng có nhiều trải nghiệm phong phú trong cuộc sống, rất hữu ích cho cuộc sống và cả công việc của bạn. Ngược lại, những người có đôi sẽ nảy sinh mâu thuẫn với một nửa của mình, dường như mối quan hệ của hai bạn vẫn chưa đủ vững chắc nên hay bị dao động bởi ý kiến của những người xung quanh rồi lại làm tổn thương nhau. Con giáp này và đối phương cần có thêm sự tin tưởng dành cho nhau nếu muốn đi cùng nhau lâu dài. 8. Là tuổi Mùi. Đây sẽ là một tuần không mấy may mắn với người tuổi Mùi khi đường tài lộc của bạn có dấu hiệu sa sút nghiêm trọng do tác động từ hung tinh Đại Hao. Làm ăn thua lỗ, đầu tư sai lầm hay là ngay cả vấn đề chi tiêu thiếu hợp lý đều trở thành nguyên nhân khiến tiền bạc theo gió mà đi. Tuổi Mùi cần sớm nhận ra vấn đề để có sự điều chỉnh kịp thời.
Với người theo nghiệp kinh doanh, con giáp cần phải lưu ý hơn đến những hạng mục buôn bán luôn tiềm ẩn nguy cơ, những vấn đề rủi ro trong môi trường làm ăn thường sẽ xuất hiện vào cuối năm khi kiếp tài gia tăng hung vận, gây ra những trục trặc và khiến bản mệnh không có được sự tỉnh táo và sáng suốt. Thời gian này, đường công danh sự nghiệp của bạn cũng thăng trầm bất định, khi vừa vượt qua được khó khăn thì lại gặp phải trở ngại khác, thậm chí còn lớn hơn. Song nếu nhìn theo hướng tích cực thì đó cũng là cơ hội để bạn thể hiện năng lực của mình. Thời điểm này nếu may mắn có người ở bên hướng dẫn thì bạn sẽ đi được đúng hướng hơn. Tuổi Mùi cũng được cảnh báo về những nguy cơ rạn nứt tình cảm trong mối quan hệ lứa đôi của mình. Bạn mệnh và người ấy thiếu sự thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau nên dễ nảy sinh hiểu lầm, hoài nghi. Tình hình này kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình yêu cũng như lòng tin của hai bạn dành cho đối phương. 9. Là tuổi Thân. Hung tinh tiểu hao khiến người tuổi Thân phải đối mặt với một số rắc rối liên quan đến chuyện tiền bạc. Ngay từ đầu tuần xui xẻo đã ập đến, bản mệnh có tài nhưng vẫn chưa gặp được thời cơ nên việc đầu tư chưa thật sự hiệu quả. Nhiều lĩnh vực đổ khoản vốn không nhỏ nhưng vẫn chưa có tiến triển nào gọi là khả quan. Có lẽ bạn nên đánh giá lại tình hình thay vì cứ mù quáng đâm đầu vào. Một số người còn có thể mất tiền vì chính sự cả tin của bản thân. Bạn mù quáng nghe theo lời người khác mà không tìm hiểu rõ ràng thông tin. Đến khi hiểu ra thì mọi chuyện đã vỡ lở, tiền bạc mất đi, rất khó lấy lại. Bài học đắt giá cho bản mệnh là cần phải thận trọng hơn trong tương lai. Cũng trong thời gian này, bạn được khuyên nên kiềm chế tối đa sự nóng nảy và gay gắt của mình khi giao tiếp với đồng nghiệp, bạn bè. Điều này sẽ giúp bạn duy trì được mối quan hệ tốt đẹp và đạt được nhiều thành công hơn trong công việc thay vì tự tay phá hỏng mọi thứ. Mọi người cũng luôn sẵn sàng ở bên giúp đỡ bạn khi cần. Chuyện tình cảm được không ít suôn sẻ như mong đợi, bạn cần lưu tâm đến đối phương nhiều hơn. Dường như cả hai đang quá bận rộn với công việc và sở thích riêng, dần ra mối quan hệ có những khoảng cách vô hình, đôi bên không còn mặn mà trong chuyện yêu đương. 10. Là tuổi Dậu. Vận trình nhiều biến động do sự xuất hiện của sao ngũ quỷ nhắc nhở người tuổi Dậu cần cẩn trọng trong mọi hành động của mình. Sự chủ quan và tùy tiện có thể khiến nhiều bạn vướng phải thị phi, điều tiếng không đáng có, thậm chí ảnh hưởng đến tình hình và uy tín trong công việc. Tiểu nhân luôn rình rập nên bạn cần phải tỉnh táo để đối phó với những tình huống bất ngờ. Hơn nữa, điểm báo tử vi còn cho thấy bản mệnh sẽ phải vất vả do khối lượng công việc chuẩn bị cho kỳ nghỉ Tết cổ truyền trước mắt khá nhiều, áp lực cạnh tranh lớn cộng thêm việc cũ còn tồn đọng. Nếu xử lý nóng vội thì rất dễ gặp hậu quả khôn lường. Bạn có thể làm việc độc lập rất tốt nhưng sẽ tiến nhanh hơn nếu biết tận dụng sức mạnh và làm việc nhóm. Phương diện tài lộc của tuổi Dậu trong tuần đầu tiên của năm 2023 không lý tưởng, thậm chí còn có dấu hiệu hao hụt. Nhìn chung bạn sẽ phải nỗ lực và cạnh tranh rất nhiều thì mới hạn chế được tình trạng hao tốn tiền của. Việc chi tiêu cần liệu cơm gắp mắm, đôi khi các khoản hợp lý thì mới không rơi vào cảnh vay mượn. Tính cách bảo thủ trong tình yêu khiến bạn và người ấy xảy ra mâu thuẫn và tranh cãi. Ai cũng cho là mình đúng và không chịu nhường nhịn nhau, chỉ khiến mối quan hệ ngày càng trở nên mệt mỏi và nhạt nhòa. Đừng đổ lỗi hết lên người ấy, hãy xem lại bản thân và có sự điều chỉnh cùng với nhau. 11. Là tuổi Tuất. Được cả ấn quan che chở, tuổi Tuất có những bước tiến mạnh mẽ hơn trong công việc hiện tại. Có nhiều cơ hội đến với bạn trong thời gian này, bạn có thể căn cứ vào năng lực để đưa ra lựa chọn cho phù hợp. Tuy nhiên bạn không nên đứng núi này trông núi nọ, kẻo bỏ lỡ thời cơ quý giá, cuối cùng xôi hỏng bỏng không. Công việc hiện tại của bạn đang có dấu hiệu rất tốt, vận tài chính nhờ đó cũng tăng lên, tiền bạc rủng rỉnh nên con giáp này có thể thoải mái chi tiêu. Hơn thế nữa, các hợp đồng được ký kết mang lại cho bạn rất nhiều lợi nhuận. Đối với ai kinh doanh thì khách hàng ra vào nườm nượp, doanh thu cũng tăng lên đáng kể. Chuyện tình cảm cũng có khởi sắc tốt đẹp, những người yêu nhau có khoảng thời gian hạnh phúc, bản mệnh và người ấy luôn thấu hiểu và thông cảm cho những khó khăn mà cả hai đang gặp phải, cùng chia sẻ và giúp nhau vượt qua sóng gió. Người độc thân vẫn muốn tận hưởng quãng thời gian tự do hiện tại nên chưa có sự thay đổi nào. Chẳng những vậy, sức khỏe của bạn cũng đang được cải thiện rất tốt. Tuổi Tuất rất coi trọng việc rèn luyện bản thân đều đặn và giờ bạn có thể hưởng lợi từ thói quen tốt này. Không khó để bạn nhận thấy sự thay đổi tích cực về sức khỏe của mình. Hãy kết hợp thêm chế độ ăn uống lành mạnh, giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng. 12. Là tuổi Hợi. Sao dịch mã tác động, người tuổi Hợi có một tuần khá tất bật với những kế hoạch trong tháng chạp này. Nhiều việc cần được hoàn thiện gấp rút, tiến độ liên tục bị hối thúc, khiến bản mệnh không lúc nào được ngơi tay.
Rất may là với năng lực vững vàng của mình, con giáp vẫn có thể giải quyết ổn thỏa mọi việc. Nhìn chung là công việc cứ tiến hành theo kế hoạch thì không gặp phải trở ngại gì, bản mệnh cũng sẽ được quý nhân âm thầm giúp sức, nên cứ mạnh dạn khởi sự, tiến hành dự định ấp ủ từ lâu thì tỷ lệ thành công rất cao. Hãy tranh thủ cơ hội để thể hiện bản thân và sự ủng hộ của mọi người, đồng thời đừng quên tỏ thái độ trân trọng những sự giúp đỡ ấy. Tài vận có xu hướng khởi sắc nhưng không rõ ràng, dù bản mệnh đang làm trong lĩnh vực nào cũng nên tự chủ tài chính, chi tiêu có kế hoạch để tránh tình trạng tiền vừa vào túi đã sang ngay. Tháng này còn là tháng cận Tết, sẽ có rất nhiều hạng mục cần dùng đến tiền, bạn nên lưu ý đến vấn đề này để có sự điều chỉnh hợp lý. Vận trình tình cảm không thật sự lý tưởng, người có đôi dễ nảy sinh mâu thuẫn, tranh chấp, dẫn đến rạn nứt quan hệ. Vận đào hoa tuy giúp người độc thân có cơ hội tìm kiếm nửa kia, nhưng lại vô tình gây ảnh hưởng tới những người đã có đôi. Bản mệnh nên tiết chế cảm xúc, đừng vì sự hứng thú nhất thời mà đánh mất hạnh phúc bền lâu. Quý vị thân mến, như vậy là chúng tôi vừa chia sẻ cùng quý vị những con giáp xui xẻo nhất từ nay đến mùng 1 Tết âm lịch. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989349119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!